Xin chào các bác, chào mừng các bác đã xuất được cô Gia Khánh của em nhé. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là 17 tháng 3, em lại tiếp tục nền bác nô phục kiến câu cá. Thì video em cũng có lưỡi câu này, mồi câu mới cũ này và combo hộp mồi nhé. Thì trước khi vừa giới thiệu chi tiết, em lại giới thiệu qua số điện thoại của em là 0878690099. Em đã ghim trên các màn hình, bác nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là ebook qua Zalo nhé. Em báo giá trong video thì chung một phí ship mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000. Ship code toàn quốc, có kiểm tra thoải mái trước khi đón em nhé. Giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một. Đầu tiên giới thiệu các combo lưỡi câu nhé. Thì lưỡi câu này sẽ bán một bó như này, một bó này, một bó có thể là 20 gói, 25 gói, 15 gói nhé. Đó theo combo. Đây combo mã số 1. Combo mã số 1 là tổng cộng có 25 gói lưỡi nhá. Đây 25 gói lưỡi. Hôm nay đa số chỉ size lưỡi nhỏ thôi nhé, dành cho các câu rô riếc chép nhé. Đây lưỡi size số 6 này, lưỡi nhỏ nhỏ này có nhá, lưỡi nhỏ nhá. Lưỡi này dành cho là cô rô nhá. Đây. Cô suối các kiểu đấy. Đây. 1 này. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 này, 22 này, 23, 24, 25 gói các nhé. 25 gói lưỡi cực nhiều nhé. Đa số gói nào cũng có đủ hết các nhé. Gói nào đủ hết nhé. 25 gói này mã số 1 sẽ để giá là 430.000 nhé. 430.000 thì gói này lưỡi nó hơi nhỏ thì là để giá rẻ các bác nhé. Mã số 1, 25 gói lưỡi này. Đó, thì sẽ để giá là 430.000 nhé. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2 thì combo này sẽ 15 gói này. 15 gói này combo 300.000 này. Đây. Mã số 2, 15 gói, lưỡi sẽ như này nhé. Đó, đây, giá nó sẽ 300 yên này. Giá mới 60.000 nhé, lưỡi sẽ đủ lưỡi cho các nhé. Đó, đây, nhưng chỉ bán mỗi gói này chỉ có 20.000 thôi nhé. 20.000 một gói này thôi. Đây, lưỡi này lưỡi số 13 này. Lưỡi này dành cho bác cô dô, cô chép được rồi này. Cô dô, cô chép thoải mái cho này. Đó, gói cực kỳ nhiều nhé. Đây, số 3 này, số 2 này, số 2 này, số 2 này, đây. Đó, gói cực kỳ nhiều này. Gói 50 chiếc rồi. Đây. Cực kỳ nhiều nhá. Lưỡi nhỏ nhỏ này dành cho bác câu rô riếc nhá. Đây. Đó, 0.8 này. 0.8 này. Lưỡi số 11 này. Đây, lưỡi số 2 này. Lưỡi số 2 này. Lưỡi số 1 này. Đây, lưỡi số 3, lưỡi số 2 không nhá. Lưỡi số 2 này gói cực nhiều nhá. Đây. Đó. Lưỡi số 3 này. Đây, đó. Thì là combo này sẽ là 15 gói nhé. Combo này sẽ là có 15 gói. 15 gói này sẽ để giá là 300.000 nhé. 15 gói là 300.000. Hôm nay em sẽ chia nhỏ nhỏ cho bác nào dễ mua hơn nhé. Hôm trước được gộp toàn 30-40 gói thì hôm nay chỉ có 15-20 gói một nhé. 15 gói này, mã số 2 sẽ để giá 300.000 nhé. Rồi tiếp tục. Mã số 3. Mã số 3 em lại có 15 gói tiếp theo. 15 gói như này nhé. Đây. Lưỡi số 3 này. Số 9 này, đây. Lưỡi này chuyên cô rô nhé. Đây, đó. Lưỡi dáng này quá nhé. Đây, số 7 này, số 2 này. Số 7 này. Số 7 này. Đó đây. Cực kỳ nhiều quá nhé. Đó, cực kỳ nhiều nhé. Toàn lưỡi vàng, lưỡi trắng hết nhé. Đây. Đó. Tổng cộng sẽ 15 gói. Combo này sẽ 15 gói này. Sẽ đều giá là 300.000. Mã số 3, 300.000. Đó, một bó này 15 gói nhé. 300.000 mã số 3. Rồi tiếp tục mã số 4. Mã số 4 em đến 15 gói tiếp theo. Đây. 15 gói như này nhé. Lưỡi số 3 này. Đây, lưỡi dạng như này có nhé. Đây, soi kỹ cho anh nhé. Gói cực kỳ nhiều nhé. Đây này, có gói này 300 yên gói cơ. 60.000 đấy. Đây. Đó, gói này nhiều chưa này. Đây, cho qua soi kỹ luôn nhé. Đó, cực kỳ nhiều nhé. Đây. Nhiều chưa này. Đó, soi kỹ từng gói một cho các bạn nhé. Thì là combo lại là 15 gói. 15 gói nhé. 15 gói này sẽ để giá là 300.000. Mã số 4. 300.000. Rồi, tiếp tục mã số 5. Mã số 5 em đến dòng lưỡi này lại cao cấp hơn một chút này. Đây, lưỡi Gamma nhé. Lưỡi Gamma nhé. Đây, gói số 1 này. Đây, lưỡi số 1 này. Lưỡi số 6 này, lưỡi nhỏ này. Lưỡi chuyên câu suối, là câu riếc rô này. Đó, đây, số 1 này. Đây, gói này đa số toàn số 1 nhé. Đây, số 3 này. Số 7 này, số 7 này, số 1 này, số 2 này,
số 1 này, số 3 này, số 1 này. Dòng lưỡi này dành cho bác nào hay câu cá cháp cũng được, lưỡi mồm nhỏ nhỏ câu này ok nhé. Đây. Đó, 15 gói này. 15 gói gamma này, mã số 5 này. Sẽ để giá là 300 ngàn nhé. Đây. Mã số 5 300 ngàn, 300 ngàn 15 gói này. Rồi tiếp tục mã số 6. Mã số 6 đến 15 gói tiếp theo. Đây cũng là 15 gói nhé. Cứ một combo này sẽ 15 gói nhé. Đây. Đầu tiên lưỡi số 8 này em vỗ cho bác nhé. Đây, nó xuống này. Cực kỳ nhiều tại vì nó dắt trên này này. Đó đây. Đó, lưỡi số 8 này. Lưỡi số 10 này. Lưỡi số 10 này. Đấy, còn khá là nhiều nhá. Đây, lưỡi số 6 này. Số 2 này. Số 2 này. 2 này, 1 này. Đó. Số 7 này. Số 8 này. Số 7.5 này. Đó, gói này nhiều không này. Số 2 này. Đây. Đó, 15 gói này. 15 gói mã số 6 sẽ được giá là 300 ngàn. Mã số 6, 15 gói 300 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 7. Mã số 7 đến 15 gói tiếp theo. 15 gói như này nhé. Đây. Đó. Rất là nhiều lưỡi con nhé. Đa số gói nào đủ với đấy nhé. Đây. Dành bác nào câu tay nhỏ nhé. Dòng này dành bác đánh tay nhỏ nhé. Đây. Đâu nhé. Tổng cộng sẽ là 15 gói này. 15 gói gamma này. 15 gói mã số 7 sẽ để giá là 300 ngàn. 15 gói 300 ngàn nhé. Rồi tiếp tục mã số 8. Mã số 8 như này em lại tiếp tục đến 15 gói tiếp theo. Thì là mã số 8 hơi đặc biệt chút này. Mã số 8 lưỡi sẽ to hơn quá nhé. Đây này. Những gói ít như này em sẽ gộp thành một gói. Những hai gói này sẽ gộp thành một gói nhé. Gói này còn rất là nhiều lưỡi này. Đây, hai gói này 1 này. 2 này. Đây. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này. 15 gói này thì lưỡi sẽ size to các nhé. Size từ size số 9 đến size số 12 các nhé. Size từ size số 9 đến size số 13 nhé. Đó, tập cẩm các loại luôn. Đây, gói này sẽ size lớn hơn chút, cũng 15 gói này. 15 gói này sẽ để với giá là 300 ngàn, mã số 8, 300 ngàn. Size lưỡi to nhé. Mã số 8, 300 ngàn. Rồi tiếp tục size số 9. Mã số 9, mã số 9 em thấy cực kỳ đặc biệt luôn. Em để riêng cho bác một combo luôn, một combo lưỡi chuyên lưỡi hồng như này nhé. Đây em chỉnh cam một chút. Đây. Một combo lưỡi chỉ lưỡi hồng nhé. Mỗi một gói lưỡi này em nhìn đây này. Giá cực khét luôn. Đây. 100 nghìn một gói này thôi nhé. 100 nghìn một gói này nhé. Đó. Thì combo này tổng cộng sẽ có 15 gói như này, 15 gói như này nhé. Đây, lưỡi số 12 lưỡi hồng này. Đó đây. Một combo full lưỡi hồng coi nhé. Size số 12 này. 11 này, 9 này. Con này là size số 12 này, 12 này. Số 10 này, số 8 này. Số 11 này, số 10 này, 10 này. 8 này, 10 này, 9 này. 9 này, 8 này, 11 này. Đó. Thì combo này sẽ có 15 gói này. 15 gói này em sẽ để giá là 350 ngàn nhé. 15 gói này 350 ngàn nhé. Đây này các bác nhìn này, đa số đều 500 yên hết một gói nhé. 500 yên một gói hết nhé. Mà gói lưỡi nào còn rất là nhiều nhé. Gói nào còn rất nhiều nhé. Đó, đa số nó đủ hết coi nhé. Thì là mã số 9 này sẽ để giá là 350 ngàn. 15 gói lưỡi hồng này, 350 ngàn. Mã số 19, à mã số 9. Mã số 9 nhé. Rồi tiếp tục mã số 10. Mã số 10 đến combo này thì lại nhiều hơn một chút này. Combo này như 20 gói thì combo này sẽ có 20 gói như này thôi nhé. 20 gói này. Lưỡi sẽ lưỡi size to dành cho bác là câu cá to nhé. Đây. Lưỡi số 11 này. Đây. Đây, 11 này. 11 này. Gói này ít thì em sẽ gộp ít không tính nhé. Đó đây. 12 này. 11 này. Số 9 này. 12 này, số 15 này, số 14 này, đó, dành cho hai câu biển nhé. Gói này 13 này, 13 này, 15 này, 13 này, 11 này, 11 này, 10 này, 11 này, 15, 15 này, 15 này, đó. Đa số gói nào còn rất là nhiều nhé. Thì là combo này tổng cộng sẽ có 20 gói. Combo này sẽ có 20 gói nhé. 20 gói như này sẽ để giá là 400 ngàn nhé. Combo này 20 gói 400 ngàn nhé. Mã số 10, 20 gói 400 ngàn. Rồi tiếp tục đến combo mã 11.
combo 11 em chọn combo nhẹ nhàng này. Combo này tổng cộng có 9 gói thì phải. 9 gói nữa này coi nhé. Đây. Nữa số 6 này, nữa nhỏ nhỏ dành cho Kozo giết chết này. Đây. Mã số 7 này. Mã số 9 này. Nữa 9 này. Nữa 12 này. Nữa 8 này. Nơi này lưỡi 1 à, lưỡi 1 này. Như lưỡi 1 này lưỡi to quá nhá, lưỡi 1 to nhá. Đây. Lưỡi số 10 này. Lưỡi số 10 này. Lưỡi số 6 này. Đó, thì tổng cộng có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 gói quá nhá. Cả gói này là 10 này, nhưng em tính cho bác mã số 11, mã số 11. Tổng cộng có 9 gói này sẽ để có giá là 150.000 nhá. Đấy, mã số 11 chỉ có 150.000 thôi, 9 gói. Rồi, tiếp tục mã số 12. Mã số 12 em đến một cái gói nữa như này. Đây. Em sẽ có một gói nữa như này. Gói này có 150 chiếc nhá. Đây. Lưỡi số 2 150 chiếc, lưỡi thửa như lưỡi đặt coi nhá. Đây, lưỡi vàng cực kỳ xịn, cực kỳ sắc nhá. Cực kỳ khó han gì quá nhá. Đây, một combo gói như này. Lưỡi số 2 150 gói, mã số 12 này, gói này sẽ để giá là 200.000 nhá. 200.000 gói này nhá. Đó, 150 chiếc câu bao giờ mới hết. Rồi tiếp tục mã số 13 em sẽ chuyển sang mồi nhé. 13 sẽ chuyển sang mồi. Em sẽ có một con Shimano XNC này. Sinai Action Axisen coi nhé. Assassin coi nhé. Đó đây. Shinian Assassin nhé. Đó đây. Một con này là size 140mm nặng 23g nhé. Nặn sâu khoảng tầm từ 6-70cm nhé. Đây. Đó, một con này dành cho bác đánh vượt măng này. Măng vượt nhé. Con này mới chưa có dụng rồi nhé. Con này giá mới em thấy check ở thị trường Việt Nam giờ đang bán con này là hơn 500 ngàn con này nhé. Đó. Thì em nhập được rẻ sẽ để giá là mã 13 này có 300 ngàn con này thôi. Nguồn Shimano Ascensi Shinen Assassin. Đây. Size 140, nặng 23g, mới nguyên chưa có dụng nhé. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp quá nhé. Con này mã số 13, 13 sẽ để giá là 300 ngàn nhé. 13, 300 ngàn. Tiếp tục 14 em lại có một con Shimano Excelsi tiếp. Excelsi nhé. Đây. Snow Assassin nhé. Con này thì cực đẹp này. Con này mẫu mới này. Đầu lấp lánh luôn nhé. Đây. Đây, con này thì em thấy Việt Nam bán cũng hơn 400 ngàn con này. Con này hơn 400. Đây. Con này size sẽ là size 99. Mini gọi là size 100 đấy. Size 100 đi. Nặng 14g nhé. Đây. Hàng mới chưa qua dụng. Còn nguyên đẹp nhé. Đầu nó còn nhấp nháy như này. Nó khá là hay. Mẫu mới của Shimano coi nhé. Con này mã số 14. Mã số 14 con này sẽ để giá 300 ngàn nhé. Hàng mới chưa qua dụng. Rồi tiếp tục mã 14.1. Em tự nhiên nói thêm mã này. Mã 14.1. 14.1 em có một con Daiwa Morethan nhé. Snap Pensy 70. Đó, con này sẽ là con đi zigzag. Đi zigzag nhá. Đây con Pensy ấy, con dog. Đây. Con này thì là nước hút vào mồm này và nó sẽ đẩy sang hai tai nhá. Hai bên mang cá này. Đó, một con Pensy nhá. Đây. Đây qua hàng mới chưa qua dụng nhá. Con này nặng là 4.7g. Nặng 4.7g, dài 70 mm, dài 7 cm. Đó, hàng mới này chưa qua dụng này. Tai qua nhá. Con này mã 14.1, 14.1 sẽ để giá 150.000 nhé. 14.1, 150.000. Rồi tiếp tục mã số 15. 15 em có một con Shimano. Một con mồi Shimano của hãng Wingbeam. Hãng Shimano mồi Wingbeam nhé. Đây, Wingbeam ấy, Wingbeam. Đây, con này thì là nó nai ở hạng vừa đánh kiểu là dạng cá sắt, vừa nữa là hàng câu dích thôi nhé. Đó, nó nai nai với nhau. Hàng này in Malaysia này. Đó, Shimano này. Đây, khá là hay nhé. Con này là trọng lượng sẽ là 35g. Trọng lượng 35g nhé. Vừa câu dích, vừa câu cá sắt kiểu dạng giống cá sắt ấy. Đây này, các bác nhìn ở trên lưng nó có một cái viền nhựa này. Đó, đi sẽ lắc này. Khá là hay con nhé. Lưỡi mới tinh hết nhé. Đây, hàng mới chưa sử dụng. Nguyên hộp như này. Đây, đó. Con này một con mã số 15. Một con Shimano Wimbeam. Con này sẽ đẻo giá 170.000 con này nhé. Hiện tại em đang có 4 con này. 4 con nhé. Mã số 15, 170.000. Rồi, tiếp tục mã số 16. Mã số 16 em sẽ có con mồi dích. Một con mồi dích thôi nhé. Đây, một con mồi dích nhé. Con này nặng 45g. Kích thước sẽ là 60mm nhé. Dài 6cm. Đây. Snow Zigging nhé. Snow Zigging nhé. Đây.
Đây, hàng mới nguyên chưa qua dụng nhé. Lưỡi BKK coi nhé, lưỡi BKK hết nhé. Cực kỳ nét luôn, cực kỳ sắc luôn nhé. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Kiểu dáng này, kiểu dáng này. Con này mã số 16, mã số 16 con này sẽ đẻo giá 100 ngàn. Mã số 16 100 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 17. Mã số 17 em lại con mồi xích kinh tiếp, một con mồi xích nhá. Con này của hãng Daiso. Daiso nhá. Con này nặng 14 g. À đâu? Nặng 40 g, nặng 40 g nhá. Đây. Hàng mới chưa qua dụng nhá. Metazik nhá. Đây, thông tin đầy đủ hết rồi nhá. Metazik. Đó, con này nặng 40 g. Màu sẽ là màu hơi xanh xanh này. Nó in chữ 40 này. Con này mã số 17, con này sẽ đẻ giá 90 ngàn nhé. Mã số 17, 90 ngàn. Rồi, tiếp tục mã số 18. 18, 19 luôn đi. 18, 19 em sẽ có con hai con mồi của Jacko này. Hai con mồi Jacko này. Hai con mồi của Sierra Minao 70. Đây, đó, hai con mồi Minao Sierra 70 nhé. Đây, hai con mồi của Jacko coi nhé. Một con màu thân ánh bạc này. Không xước nhá, ngoại hình cực đẹp, không xước không cả nữa nhá. Hai nữa là có sẽ con màu trắng này, màu trắng trong này. Ở bên trong có bi tống hỗ trợ ném xa nhá. Hai con này dành cho hai cậu UN. Mã số 18. Mã số 18 và 19. 18 sẽ là màu trắng và 19 sẽ là màu này. Hai con này sẽ là màu nặng 4 g thôi nhá, nặng 4 g nhá, nặng 4 g, hai con nặng 4 g này. Thì là 18 là màu trắng, 19 là con thân bạc như này. Đó. Mỗi con này sẽ đẻ giá là 110 ngàn nhé, 110 ngàn. Mã số 18 là màu trắng, 19 là màu thân bạc. Rồi tiếp tục mã số 20. Mã số 20 có một con này, con này là con của Jack Sơn thì phải, một con của hãng Jack Sơn nhé. Đây, Brejep SP này. Đây, kiểu dáng này. Màu cực đẹp luôn. Đây, các bạn nhìn màu đỏ này, cực kỳ là đẹp nhé. Cực kỳ đẹp nhé, kiểu dáng như này. Nó hàng mới như là không cả lưỡi nhá các bạn nhé, không cả lưỡi nhá, còn cực kỳ đẹp nhá. Đây kiểu dáng này, đó cực kỳ đẹp nhá. Con này mã số 20, nặng 6 g. Một con rắc sư, con này sẽ đẻ giá 100 ngàn nhé, 100 ngàn nhé. Mã số 20 nặng 6 g, 100 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 21. Mã số 21 em nói con này con không biết có hãng gì cả. Đây, nó ghi mẫu R18. Nam và nữ nhá, nam và nữ này, đó, đây, kiểu dáng này. Thân hình đẹp không cả lưỡi. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Cô hình trái tim các kiểu luôn nhé, màu trắng này. Một con bốp UN, bốp UN như này. Con này mã số 21, 21 con này nặng 4 gram. Con này sẽ đẻ với giá là 70 ngàn nhé, 70 ngàn con này. Bên trong có bi nhé. Rồi tiếp tục mã số 22. Mã số 22 mình sẽ có con này, con đai hoa. Một con đai hoa nhé. Một con đai hoa. Đây em sẽ đọc này. Một con đai hoa. Đây là cái gì SB này. Toàn tiếng Anh thôi, hơi khó đọc đây. Đó, KMM các bạn. Đây SB này. Đó, đây kiểu này các bạn nhá. Đây nó in cả thêm một dòng chữ trên đây này, trên này này. Đó. Còn một con đai hoa, con này là con Minao. Bên trong có chì tống nhá, hỗ trợ ném xa nhá, chì nâm châm nhá. Cực kỳ nhạy luôn, chì nâm châm nhá. Đây kiểu dáng này. Ngồi hình đẹp nhá. Đây vết này chỉ là vết bẩn thôi. Các bác lau chùi qua là sạch. Hoặc là em sẽ lau chùi qua luôn nhá. Đây kiểu dáng này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, thìa dài nặng sâu. Dành cho nó hai cụ UN nhá. Đây, kiểu dáng này. Đó. Con này mã số 22, 22 con này nặng 5 g. Con này sẽ đẻ giá là 80 ngàn nhá. Rồi, mã số 23. 23 xem một con này, một con mồi của Lucky Crab. Con này có biết của Lucky Crab đây này. Panit 70F này, size sẽ size 7cm nhé. Size 7cm nhé. Bên trong có bi tống nhé, hỗ trợ ném xa nhé. Ngoài hình đẹp. Đây, ngoài hình đẹp nhé. Có duy nhất một chỗ cạn lưỡi nhỏ nhỏ như này này. Đây, một chỗ nhỏ nhỏ đấy nhé. Còn đâu thân hình đẹp hết. Đây, soi qua nhé, đẹp hết nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây, đó. Cực kỳ đẹp quá nhé. Bên trong có bi tống nhé. Con này mã số 23, con này nặng 5g. Con này sẽ đẻ giá nó 70 ngàn nhé. Nặng 5g, 70 ngàn. Rồi, tiếp tục. Mã số 24. Mã số 24 em sẽ có con này, một con Jackson Arthur. Đây em có Jackson Arthur nhé, màu trắng tinh này. Đây, màu Jackson Arthur màu trắng tinh này nhé. Con này dành cho nó câu suối thì cực kỳ nhạy cá này. Màu trắng này cực kỳ hot nhé. Đây, Jackson Arthur này. Arthur này F5,5 coi nhé.
F5.5 này, size 5.5 cm đấy. Size 5.5 cm kiểu dáng này. Ngoại hình đẹp nhá, ít xước có hơi cả nữa chút thôi. Hơi cả nữa chút thôi. Đấy, size bé tí là bên trong có bi nhá, có tiếng nhá. Con này mã số 24, con này nặng 3 g, sẽ để giá là 50.000. Rồi tiếp tục mã số 25. Mã số 25 em sẽ có một con này, con đuôi eo, một con mồi đuôi eo nhá, một con đuôi mồi đuôi eo này. Hardcore Heaven Skin Mina 70. Đây, con này dành là đánh nặng đứt sâu nhá. Con này sẽ không tiếng. Con này sẽ không tiếng luôn nhá. Nặng. Đó, lưỡi lưỡi BKK xịn luôn nhá. Lưỡi BKK xịn nhá. Thân hình có cả lưỡi nhá, có cả lưỡi nhưng mà nhỏ nhẹ. Đó, không xước, không bông chốc nhá các nhá. Đó, hơi cả lưỡi thôi. Con này mã số 25, con này nặng 14 g. Con này sẽ để giá 130.000 nhá, 130.000 con này nhá. Dành cho là hay câu gành câu ấy là nặn sâu dùng con này là ok này. Mã số 25 nặng 14 g con đuôi eo 130.000. Rồi tiếp tục mã số 26. Mã số 26 em sẽ có một con này, con đuôi eo tiếp theo, con đuôi eo Zozuri. Đuôi eo Zozuri nhá. Đây con này kiểu là dáng này. Con này ngoại hình còn đẹp, mới. Đẹp mới, đây là bẩn thôi nhá. Đẹp mới nhá. Không cả lưỡi không xước nhá, lưỡi BKK trắng đầy đủ nhá. Size dài một chút. Con này là mã số 26 nặng 10 g, con này sẽ đẻo giá là 90.000. 90.000 con này nhá. Rồi tiếp tục mã số 27. 27 em đến một con này hàng, một con hàng nội địa của Nhật này. Con này của một con hàng nội địa của Nhật nhá. Đây kiểu dáng này. Đầu đỏ thân trắng nhá, bên trong bụng sẽ ánh bạc như này, nó cực kỳ đẹp luôn. Lưỡi BKK trắng, ngoại hình đẹp, không cạn lưỡi, không xước. Đây kiểu dáng này. Ba hàng nữa rồi nhá. Bên trong có tiếng kêu nhá, bên trong có tiếng nhá. Đây. Kiểu dáng này, đẹp chưa? Con này mã số 27 có đang là 14 g, con này sẽ đẻo giá 100.000 nhá. Mã số 27 nặng 14 g 100.000 con này. Đầu đỏ thân trắng. Rồi tiếp theo đến mã số 28. 28 em sẽ con đuôi eo tiếp theo, một con đuôi eo tiếp theo này. Một con đuôi eo thân cũng đầu đỏ thân trắng này nhá. Con này ngoại hình có cạn lưỡi có xước nhá, có cạn lưỡi có xước nhá. Mình đánh giá con này action cực kỳ đẹp luôn. Bên trong có bi tiếng nhỏ nhá. Hai bên hông nó sẽ có lấp lánh bảy màu này. Đó cực kỳ thu hút cá luôn. Con này mã số 28 con này là 10 g. Con này sẽ đẻo giá là 80.000 con này nhá. 80.000. Rồi tiếp tục mã số 29. 29 nó đến giới thiệu hai cho combo. Một combo mồi 5 con. Vip Protection size mini này. Dành mà là câu suối nhá. Cụ N bên trong có bi nhá. Em cho có 3 màu như này, 3 màu. Màu tiên màu kiểu màu sọc này, sọc Tiger như này có nhá. Sọc Tiger kiểu dáng này nhá. Bên trong có bi nhá. Đó lưỡi ok nhé, hàng mới chưa có dụng. Rồi tiếp theo là con màu cam này, con màu cam kiểu dáng này. Đó, con này là con đây nó có ghi chữ đây này, em chỉ còn vài combo này thôi. Đây, đó VPRN này, SP50 này, nó size nhỏ các nhé. Con này nặng 4 g, nặng 4 g. Con này mã số 9, mã số 9 combo 5 con này sẽ để giá là 90.000 nhé. Combo 5 con này 90.000 nhé. Rồi tiếp tục combo mã số 30. 30 thì giới thiệu cho bác em có 3 cuộn nước cước như này, nó cước thẻo nhá. Thì đầu tiên có hai cuộn này, cuộn Touray này 0.8 này. Mỗi cuộn này sẽ là 10 m nhá, giá 180 yên nhá. Đó. Cuộn này 30.000 một cuộn đấy. Đây. Hai cuộn này nhá, hàng chưa sử dụng nhá. Rồi tiếp theo, đây chốt đây, chủ chốt đây. Chủ chốt em sẽ có một cuộn Varivat. Varivat 365. Cuộn này size 0.8, tiết diện sẽ là 0.148 mini, dài 50 m, giá 1.800 yên. Đây cuộn này mới nguyên nhé, một cuộn này nó giờ còn gần 400.000, 360.000 cuộn này nhé, cực kỳ khét luôn. Đó thì là mã số 33 cuộn này sẽ đẻo giá 100.000, mã số 33 cuộn 100.000 nhé. Rồi tiếp tục 31 thì hôm nay em xả cho bác, em còn mấy vỉ mồi này, còn mấy vỉ mồi xả nốt cho bác nhé. Thì hiện tại em đang có một vỉ cá sắt R45 này, trước kia bán 230.000 nhưng hôm nay thì còn mấy vỉ thì xả nốt cho các bác. Cá sắt Nuofan R45 mẫu 2022. Đó, hàng mới chưa qua dụng nhá. Đây, nguyên tem, mã code check đầy đủ nhá. Đây, em còn duy nhất một màu này thôi, một màu kiểu màu bạc ánh bạc nhá. Ánh bạc lấp lánh này thôi nhá, lấp lánh như này nhá. Đó, còn nguyên hai vỉ này. Thì là mã số 31 này em sẽ để với giá là 200.000 bao ship trên một vỉ này nhá. 200.000 bao ship trên một vỉ này. Đó. Đây một vỉ như này, một vỉ 5 con này nhá. R45 Nuofan chính hãng. Rồi tiếp tục mã số 33. Dòng to hơn một chút, to hơn là R50. R50 thì dòng này sẽ là nặng 14.5 g, à 13.5 g nhá. R45 sẽ là 10 g và R50 sẽ là 13.5 g. Thì dòng R50 em còn hai màu, một là dòng 7 màu như này, 7 màu lấp lánh này, hai sẽ màu vàng lấp lánh như này nhá.
Đó, em chỉ còn hai vỉ này thôi. Thì hôm nay lại xả cho các bác mã số 32, Casat Nufan R50, hàng mới chưa có dụng, 200.000 bao ship. Đó, 200.000 bao ship một vỉ này nhé. Rồi tiếp tục mã số 33. 33 giới thiệu em còn một cái combo lưỡi này. Đó, combo thẻo buộc sẵn như này nhé. Thẻo buộc sẵn lưỡi to to một chút nhé. Cho bác câu búng đục này, câu cá chai này. Đây, nó tổng cộng có 1 này. Đây, lưỡi bên này có nhé. Đây, lưỡi đây nhé. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9 này. 9 gói này, 9 gói này đánh vào mã số 33 sẽ để dán 150.000 nhé. Đó, còn duy nhất 9 gói này thôi. Mã số 33, 150.000. Rồi, 34. 34 em đến combo quá nhé. Hôm nay thì còn mấy combo mồi bán nốt cho các bác. Đây, còn mấy combo hộp thôi. Đây, đầu tiên giới thiệu ba em sẽ có combo hộp như này. Hộp sẽ là hộp Ima nhé. Hộp mê hô xịn đúng không nhé. Đây, một combo như này. Bên trong còn rất là nhiều mồi nhé. Mồi toàn mồi ngon thôi. Đây, Rapana này. Mới nguyên luôn. Mới nguyên luôn các nhé. Đó, không xước xa gì nhé. Rồi mồi Hedon này. Mồi mini này. Đó, Hedon này. Cực đẹp luôn. Rồi mồi Daiwa này. Daiwa TD này. Vibration này. SS này. Đó đây. Màu như này. Rồi tiếp theo con này con gì đây này. Con gì đây. Con này không ghi tên. Bên trong có bi nhé. Đấy. Rồi tiếp theo là con này là của Shimano này. Vibration này. Con này chỉ chốc sơn thôi nhé. Chốc sơn thôi nhé. Không nỗi nằm gì nhé. Rapana này. Đấy. Rapana nhé. Rapana Vibration này. Rồi Minnow này. Đây. Con này của hãng Jackson này. Jackson này. Rồi mấy con mồi UN này. Mồi crank UN nhỏ nhỏ nha. Đó. Rồi Rapana tiếp này. Con này đẹp này. Con này là hàng gần như là mới tinh nhá. Mới tinh nhá. Trước khi bán 70.000 đây này. Thì hôm nay đóng hộp cho quá. Một con VIP Tradition này. MM VIP này. Đây 38 này. Đánh UN nhá. Sai nhỏ. Rồi Rapana tiếp này. Đây. Rapana này đẹp này. Rapana đẹp tiếp này. Và con này sẽ là con của Manget System. Manget System ấy nhá. Đó. Thì combo như này. Tổng cộng có 2 này. 4 này. 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 16 con. 16 con mồi này, cả hộp này sẽ đẻo giá là 600.000, combo mã số 34, 600.000 nhé. Còn duy nhất hộp thôi. Rồi tiếp tục mã số 35. 35 này nếu hộp này hộp cao cấp hơn một chút, hộp này 900 cơ, hộp này 900 cơ. Hộp này cực kỳ nhiều nhé, hộp này dành cho bác nào chuyên suối. Chuyên suối nhé. Đây là một con mồi lưỡi fry này. Đuôi lông to đùng. Đó. Rồi tiếp tục là có mấy con mồi kiểu là dạng con ấu trùng như này có nhé. Đây. Côn trùng. Đây. Đó đều của hãng hết nhá, nó in hãng lên này. Đó, in hãng hết nhá. Đây. Nuki Croat này. Rồi mấy hãng gì đây. Đó, đây nhá. Đó hộp này. 4 con này. Thêm 2 con Minnow trên này có nhé. Đây, 2 con Minnow cực đẹp này. Đây. Nó in tên hết coi nhá, in tên đầy đủ nhá. Cực đẹp nhá. Có bi tống đàng hoàng nhá. Đây. Cực kỳ đẹp nhá. Đây kiểu dáng này. Bi tống đầy đủ nhá. Đó, thì là tổng 6 con rồi này, 7 con này. Một con mồi dích là 8 này. 9 này, mồi thìa này, đây. Thìa mini quá nhá, thìa đi mini nhá. The Ra River quá nhá, đó đây. Đây, đó, thìa cực đẹp nhá. Cực kỳ là nhiều luôn. Còn đến trên này em sẽ có một nô thìa ấy này. Thìa xay nướm chút này, thìa đều thìa hãng hết nhá. Thiều hãng nhé, 3 và 5 gram này, đó, cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp nhá, thìa toàn thìa hãng hết nhé, đây, đó, cực kỳ là đẹp quá nhá, cực kỳ đẹp nhá, thìa hãng hết này, 3 gram này, con mồi này nó không ghi gram quá nhá, đây, đó, cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp quá nhá, đây, có nhìn kết không, màu này, đó, cực kỳ đẹp long lanh luôn. Đây. Còn là 5 gram này. Còn con mồi này, con này của Ken Krat này. Ken Krat 7 gram này. Đây, đó, in mặt cái hết nhá. Rồi tiếp theo này. Đây một con nữa này. Con này nặng 5 gram này. Đó, thì là tổng cộng em cho có xem hết một lượt em sẽ đếm nhá. Đây cực kỳ là nhiều luôn. Đây. Mồi mini này. Đây. Đó. Con này con cũng The Ra River này. Đây. 5 gram này. Đây, tiếp tục con này này. Cực đẹp quá nhé. Đây. Đó, đây là mùi thìa. Con này 1/6 Z này. Đây.
cực kỳ đẹp quá nhé, cực kỳ đẹp nhé, toàn mùi hãm hết. Rồi tiếp tục cái mùi spin đây, spin cực kỳ là nhiều luôn, spin đa số đều của hãng Pháp rồi, đủ các hãng nhé. Đây con này của Pháp này, Fancy này, của Pháp này. Đấy, đây con này của hãng gì đây này, nó in hết quá nhé, con não in hết tên hãng lên đây quá nhé, tên hãng đây nhé, cực kỳ là nhiều luôn, cực kỳ là hay. Đó, một hộp này thì thi thoảng có một hộp như này về đâu quá nhé, đây này, đó cực kỳ là nhiều luôn nhé. Đó, giờ em sẽ đếm cho các bác lần lượt hàng này nhé, 1 này, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11 này, 12, 3, 4, 15 này, 16, 17 này, 17 con mồi spin nhé, 17 mồi spin. Rồi tiếp tục mùi thiềm có 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 14 này, 15, 16 này, 16 có mùi thiềm nhé, 16 mùi thiềm và 7 con mồi nhựa cứng quá nhé. Đó thì combo này cực kỳ nhiều luôn, combo cực kỳ nhiều nhé, cả hộp luôn, cả hộp này sẽ để giá là 900 ngàn, mã số 35, 90 ngàn nhé, mã số 35, 900 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 36, mã số 36 em sẽ chuyển sang mồi tôm có mực. Tôm có mực cũng này cũng gạt cho các bác thêm một hộp luôn. Đây, hộp cho hộp xịn luôn nhé, Made in Japan đầy đủ nhé. Đây hộp kiểu dáng này. Đó, để nguyên cho các một hộp. Hộp này là cực kỳ nhiều luôn. Đây. Size 3 chấm này, 3.5 này. Đây, 3.5 này. Cực kỳ nhiều quá nhé. Đây, size này sẽ size 2.5 này. Đó. Size 3 chấm này, 3.5 này. Đó rất là nhiều nhé. Đây. Đầy đủ các loại luôn. Thì tổng cộng đống này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con. 14 con là có nhé, 14 con thập cẩm các loại luôn. Thì là 14 con này em sẽ đánh cho bác một hộp này. Hôm nay thì hết giá luôn. 14 con này trong một hộp. Một hộp này sẽ để giá là 550 ngàn. Mã số 36, 550 ngàn nhé. Mã số 36, 550 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 37. 37 em giới thiệu bác có một hộp mùi mềm như này. Hộp nọ lấy rồi nhưng mà có khách bom, người ta không lấy nữa thì em hôm nay em đăng lên tiếp. Đây, đó em sẽ combo mùi mềm như này. Mùi sẽ từ size to này đến size bé đầy đủ nhé. Đây, con này sẽ size bé này. Rồi nó có cả mùi skip luôn đó nhé. Đây, con này sẽ dành cho skipping nhé. Đây, đó. Màu xanh này, màu trắng lưng xanh này. Đó, có đầy đủ các size nhé. Đây, skip đầy đủ này. Đó. Rồi tiếp tục con này lưng hơi xanh xanh này, đầy đủ nhé. Con nào có mùi skip hết nhé. Đây này. Đấy, con này thế nhé, có mùi skip đầy đủ nhé. Nữa thì bạt ngà. Đây, nữa thì bạt ngà nhé. 1, 2, 3 này, 4, 5 5 khay nữa thôi nhé, đầy đủ các loại nữa luôn. Đó, thì combo như này, combo này sẽ để mã số 37. Mã số 37 này sẽ để giá là 250 ngàn nhé. Mã số 37, 250 ngàn. Rồi, tiếp tục 38. 38 em giới thiệu cho bác có một hộp này cực kỳ đặc biệt này. Hộp này cực kỳ đặc biệt nhé. Hộp này nhanh tay nhé, hộp này sẽ là một cái hộp mồi Microzik. Dành cho bác nào hay câu mồi nhỏ nhỏ, cần nhỏ nhỏ nhé. Đây, em trong hộp này cực kỳ là nhiều đúng không nhé. Cực kỳ là nhiều luôn. Đống này tổng cộng có mấy chục con quá nhé, mấy chục con. Đầy đủ các loại luôn, đầy đủ các loại nhé. Đó, một hộp như này. Đó, thì thôi em hôm nay em show luôn cho các bác xem luôn cả thẻ nhé. Rồi, bốc cờ quan này. Đếm nhé, 2 này, 2 con nhé. Vì nó lưỡi nhiều quá nó dính nhau. 2 này, 2 con này, 4 là 6 này, 6 nhá. 8 này, 8 này. Ui, nó dính hết với nhau cơ ạ, khó đếm lắm. Nói chung là đống này nó rơi khoảng tầm siết sát 300 con nhé. Đây này, 8 rồi đúng không? 10 này, 2 con là 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 26 này, 28 con thôi nhé. 28 con mồi dích như này, micro dích các kiểu này nhé. Đó, từ cả sắt các kiểu nhé. 28 con này, 28 con này sẽ để cho bác một hộp luôn, nguyên hộp như này. Các bác nào về gỡ ra nhé, từ nó dính nhiều quá. 28 con này đánh cho mã số 38 sẽ để giá 500 ngàn hộp này nhé. Hộp này 500 ngàn nhé. Đó, giá cực bèo luôn. Mã số 38, 28 con mùi dích, micro dích sẽ để giá là 500 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 39. 39 em sẽ có một hộp mồi, hộp đựng phụ kiện nhé. Hộp này dành cho bác nào hay đựng chụp lưỡi này, những cái chụp lưỡi này này. Đó, chụp vào những lưỡi ba tiêu để cho con cá chống xước nhé. Đây, khá hay nhé. Cái này đều của Meiho quá nhé, Meiho ve sớt hết nhé. Đây,
đó, size nhỏ nhỏ này. Đúng là tổng cộng có mấy trăm chiếc ở thôi các nhé, mấy trăm chiếc, đó đầy đủ các size luôn, đầy đủ các size các loại các nhé. Đây, đống này tổng cộng chắc em đếm phải 200-300 chiếc gì đó, cực kỳ là nhiều luôn. Thế là combo này sẽ để là mã số 39, 39 hôm nay sẽ để giá là 450.000 nhé. Mã số 39 450.000. Và cuối cùng giới thiệu với bác em sẽ có một cái thùng đựng độ phụ kiện các kiểu nhá, thùng của Daiwa nhá. Đây, thùng Daiwa nhá. Đây, kiểu dáng này. Đây, kiểu dáng như này các nhá. Mặt trên này sẽ mặt kiểu là dạng mềm mềm này các nhá, mềm mềm này nhá. Nựng trong bụng mềm như này các nhá. Đó. Dây đeo đầy đủ này. Dây đeo đầy đủ nhá. Cái dây thì nó hơi xấu một chút nhưng mà các đeo thoải mái, không giờ rách được, không giờ đứt được các nhá. Đây. Đó, dây đeo đầy đủ nhá. Con này thì quay xa cho bác một chút. Đây. Con này thì nó có sẽ có khóa chỗ này này. Sẽ có một cái khóa bấm. Sẽ có một cái khóa bấm nhá, logo Daiwa nhá. Sẽ có một cái khóa bấm chỗ này. Đây. Thứ nhất có khóa bấm này. Khóa bấm mở rồi đúng không? Chỗ này sẽ có một cái miếng dán dính như này nữa các bác nhá. Đó, khá là hay. Rồi, đấy là mở cho ngăn đầu. Ngăn hai em sẽ có một cái ngăn như này. Một ngăn này. Sẽ có một cái khóa để mở lấy đồ này. Hoặc là có một cái khóa tổng như này. Sẽ có một khóa tổng mở như này các nhá. Đó, mở này luôn. Đó. Cái này sản xuất là sản xuất Taiwan nhá. Taiwan nhá, sản xuất Đài Loan nhá. Taiwan Đài Loan nhá. Này. Khóa các kiểu đấy nhá. Khóa cực kỳ nhạy luôn. Rồi tiếp theo ngăn trong cùng em sẽ có một ngăn như này. Ngăn như này các nhá. Đó. Thùng này không giờ sợ rách, không giờ sợ thủng các nhá. Đựng cá đựng gì tùy các bác. Đây, khá là hay. Đó. Cái thùng này thì cái ngăn dưới này hiện tại cái khóa nó đang bị sắt. Khóa bị sắt thì báo nuôi quá luôn nhá. Đó, không lại báo là bảo cái khóa bị hỏng. Cái khóa em đang bị sắt. Đó, sẽ thùng như này. Thùng này sẽ là mã số 40. Mã số 40. Thùng này em sẽ đo tiết diện mặt cho nó nhá. Mặt luôn nhá. Mặt nó sẽ là 44 cm. Mặt là 44 cm. Chiều ngang này của nó sẽ là 30 cm nhá. Và chiều cao. Chiều cao sẽ là 28 cm nhá. Đó. Thì hộp này mã số 40. Mã số 40 sẽ để giá là 400.000 chiếc thùng này nhá. Chiếc thùng này mã số 40 400. Thì là clip này em lên cho các bạn tổng cộng 40 mã, bác ưng mã nào thích mã nào thì gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0878 690 99 hoặc là ebook qua Zalo nhé. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn các video tiếp theo. Bye bye.